Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Âm Thanh Tín Nghĩa. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một số loại dây kết nối đang có mặt tại cửa hàng bên em. Thì đầu tiên em xin giới thiệu hai cái loại dây để dành cho bác nào mà thích live stream. Đấy, thì em có dòng dây Hitachi. Đây, dây Hitachi. Thì dòng dây này để chúng ta live stream qua sao cạc nhé. Đấy, chúng ta sử dụng sao cạc thì mọi người cũng biết là cái dòng dây như này thì nó có tác dụng là chống rè, xôi và hú trong quá trình chúng ta live stream rất là tốt. Và cái dòng dây thứ hai là dây live, cũng là dây live stream nhưng mà chúng ta live stream qua qua vang nhé. Đấy. Đây là dây live stream thì chúng ta live stream qua vang, vang cơ, vang số. Đấy. Cũng dây này cũng là dây Hitachi nhé. Và đây em có dây Lightning mà PS dành cho điện thoại iPhone. Thì cái dây này chúng ta dùng để kết nối giữa điện thoại với DAC, với chiếc đầu giải mã, để chúng ta nghe những cái nhạc chất lượng cao ở trên phần mềm mà như là Spotify hay là Tidal. Đấy, đầu này thì chúng ta cắm vào điện thoại iPhone. Đấy, và đầu còn lại chúng ta cắm vào những chiếc đầu giải mã nhé. Thì như mọi người cũng đã biết thì với những cái phụ kiện mà để kết nối với điện thoại iPhone thì nó khá là kén chọn. Đấy, cho nên là bên em đã phải lựa chọn những cái dòng dây tốt nhất. Đấy, làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người. Có thể là các bác mua ở trên đâu đó đấy về các bác không sử dụng được. Đấy là do cái thiết kế của người ta nó không đạt với tiêu chuẩn của hãng iPhone. Đấy, thì bên em đợt này lựa chọn rất là kỹ. Đấy. Bên em có rất là nhiều nhé. Và cái dây này nó chỉ dài 1,2 m thôi. Còn đây em có dòng dây C-Link. Dòng dây C-Link này dùng để kết nối từ điện thoại Android cổng tai chi với chiếc đầu giải mã. Đây, đầu này chúng ta là cắm vào điện thoại Android cổng tai chi, chân tai chi đấy, và đầu này chúng ta sử dụng là cắm vào giải mã này. Đấy. Thì với dòng dây C-Link này em có hai loại, một loại 2 m và một loại 3 m. Đấy, bác nào có nhu cầu cần 2 m thì em sẽ gửi 2 m, 3 m thì em sẽ gửi 3 m nhé. Và em cũng báo giá luôn là với hai dòng dây live stream như thế này thì shop bên em, cửa hàng bên em đang bán với giá là 250.000 nhé. Đấy, và dây này, và dây dây MPS này em đang bán với giá là 270. Đấy, dây C-Link này 2 m thì 2 m thì em bán với giá là 200, còn 3 m thì em bán với giá là 280.000. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng những cái dây kết nối như này thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại mà em để dưới màn hình đấy. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.